cho quý vị cùng tư. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về phần về vấn đề của nhị giới ha. Trong về tục đế ha. Chân đế là sự tuyệt đối về thế gian, là không khái niệm về ngôn ngữ ha. Chế định phân biệt gồm khổ đế và tập đế, đó chính là thế gian pháp hay còn gọi là pháp thế gian. Khi chúng ta thấy hiểu được sự khổ đế và tập đế là quá trình để đi đến nhị đế ha, đi đến nhị đế. Chánh tri kiến xem ngã vô thường ha. Sự ngọt và sự hiểm nghi xuất ly từ thọ tệ sinh diệt đạo không còn ha. Sinh diệt đạo không còn, nhân duyên tham ái xảy ra ha. Từ nhân duyên sinh ái xảy ra ha. Trên này chánh kiến xem ha, ngã vô thường, vô thường sự ngọt sự nguy hiểm xuất ly của thọ, việc này của thọ là thọ xuất ly ha. Thọ tòa sinh diệt đạo không còn nhân duyên, nhân duyên ha. Từ sự mà gì luyến tham ái ha, xảy ra. Chánh tri kiến là biết ý thức do chánh tư duy ha. Khởi tri thức khái niệm ngôn ngữ định pháp hay là pháp ha. Định pháp hay là pháp, định pháp hay là pháp ha. Mà chính là sự nhị đế ha. Tục đế là sự tương đối về thế giới quan, tương đối về thế giới quan ha. Tục đế là tương đối về thế giới, là có tất cả ha. Do có sự vô minh thiền não tham sân si khởi sinh, trói buộc vào đối tượng đức thủ vô minh. Vì sao? Vì tâm cảnh là thường kiến và ngã kiến, vì tâm cảnh là thường kiến và ngã kiến, tâm cảnh thường kiến và ngã kiến không tập diệt đạo, nên tham ái là sơ khởi, là bỡ khổ, là sơ khởi sinh tử. Đó là lên nghiệp của pháp hữu vi. Như vậy chúng ta hiểu được rằng ha, việc nhị đớ ha, sẽ có ha, từ tục đớ đến chân đớ, hay ngược lại từ chân đớ đến tục đớ ha. Mà nếu về tục đế thì đó chỉ là pháp hữu di ha, pháp hữu di. Còn mà hôm trước các bài giảng trước tôi đã nói kỹ về phần pháp ha. Phần pháp thì tôi đã nói rồi ha. Như vậy thì quý vị đồng tu sẽ thấy được sự vô minh đem đến sự phiền não là trói buộc của đối tượng ha. Tức là thủ vô minh vì tâm biết cảnh ha. Vì tâm biết cảnh nó chính là thường kiến và cũng chính là ngã kiến ha. Cũng chính là ngã kiến. Nhân quyền sao? Nhân quyền là sự tuyệt đối về thế giới quan, nó không có khái niệm về ngôn ngữ, chế định về phân biệt. Nên vì vậy khổ đế và tập đế của thế gian chính là chánh tri kiến ha,
nó xin bản ngã của vô thường. Đó, chính vì vậy mà sự xuất ly ha, tòa sinh đạo diệt, đó là sự gắn kết của chân đế đến tục đế. Đó, quý vị đồng tu cũng xem hiểu, anh cảm ơn nhé. Quý vị đồng tu cũng nên hiểu chỗ này ha, để hiểu được mình tại sao lại có cái bản ngã như vậy. Bản ngã trên cái phim ảnh thì cũng đã nói về vấn đề này ha, nhưng họ sẽ không đi kỹ ha, như lời con giảng giải về thuyết pháp như vậy thì quý vị phải hiểu tường tận, hiểu lời tôi nói ha, hiểu đúng lời tôi nói thì mới về mới có sao có sự tinh tấn tu tập tốt hơn ha. Vì trên các không gian ha, không gian mạng thì việc này ha, để không rõ cho lắm. Vì sự giữ gìn đó mà từ đó mà theo sao thanh lọc vô minh phiền não tự giác ngộ ha, đó chính là diệt khổ và tập, diệt khổ đạo tập đó chính là sự vô minh hay còn gọi là giác ngộ của tứ thanh đó. Từ đó mà chúng ta bị sao? Bị chấp vào cái pháp hữu quy, làm nên sắc cảnh để báo thân tồn tại. Như vậy thì chúng ta hiểu được sự báo thân ở đây. Bài giảng này có phần là triết học và nhân sinh, nên quý vị có thể là sẽ không có các vị đồng tu sẽ không khó hiểu ha, khó hiểu, nhưng quý vị cố gắng ha, tường tận lời tôi thì quý vị sẽ mới có thể hiểu được ha, mới hiểu được. Tôi nói lại, từ vô minh xảy đến phiền não đến giác ngộ của gì, diệt khổ qua tập đế ha, đi đến sự sao chấp thọ của sắc căn, để sắc căn để báo thọ tồn tại mà tác động lên gì, duyên khởi sinh lên nghiệp, đó là gọi là pháp hữu quy hay còn gọi là vô thượng. Như vậy thì chúng ta thấy được sự pháp hữu quy này sẽ khác với lại sự vô thượng ha, quý vị nên hiểu điều này ha. Nên chính vì vậy mà tại sao chúng sanh của chúng ta, phàm phu chúng ta thường hay thì sao giữ lấy phiền não nghiệp sanh, đó chỗ này là quý vị nên hiểu được ha. Giữ lấy phiền não nghiệp sanh chính là cội nguồn của gì, chấp thọ ha, để báo thân tồn tại, và cũng từ đó tác động lên pháp hữu quy mà làm cho vô minh phiền não sao rơi vào gì. Hôm trước tôi đã nói rồi, đó là do tự tánh ha. Tự tánh sinh ra nghiệp lực dẫn dắt cho quý vị đi đến luân hồi. Đó, quý vị nên hiểu được chỗ nhân sinh và các pháp. Vì vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng vì sao nó sẽ xảy ra như vậy ha. Đó là về cũng có thể là bao gồm tất cả của ý thức và gì và nhị đó ha. Đó là thành tố mà tạo nên, chúng ta nên hiểu được cặn kẽ chỗ đó. Tôi quay chỗ này nha. Khi chúng ta để hiểu rõ tường tận, hiểu rõ được mọi việc vì pháp hữu quy, vì pháp hữu quy là việc tác động lên gì, lên nghiệp lực của sinh tử. Vì vậy mà
chúng ta mới sao? Nghe nhiều để hiểu nhiều, nghe nhiều để hiểu nhiều. Và chính vì vậy mà chúng ta mới có được gì? Huệ thức được phát triển ha. Từ đó mà sao? Chúng ta nâng được cái gì? Cái gọi là gì? Tâm thức. Tâm, tên kinh Đức Phật cũng đã nói ha. Tâm tùy biến chuyển ha. Biến chuyển ở đây là sự biến chuyển. Tâm tùy biến chuyển tức cảnh sanh tâm. Tâm vô khể. Điều đó có nghĩa là tâm tùy biến chuyển là từ đó mà cái thiện tâm của quý vị sao? Được sao? Mở rộng và hủy sẽ đi. Như vậy thì chúng ta mới gọi là tin và được có lòng từ bi hơn, rộng lớn hơn. Khi quý vị đã có lòng từ bi của mình, quý vị sẽ bỏ được cái gì gọi là tham sự ích kỷ cộng thêm vào sân dính của nó. Khi mà chúng ta được nhân rộng từ bi lên thì sân dính của nó sẽ giảm bớt. Đó là cái pháp thủ di. Quý vị sẽ sao? Sẽ buông bỏ các điều ác. Quý vị sẽ không làm những việc mà không lành. Quý vị sẽ sao? Sẽ không hại bất cứ ai. Quý vị đồng tu sẽ không. Quý vị đồng tu sẽ không phá cái quy luật của tự nhiên mà đó chính là bản ngã. Vì vậy mà quý vị hiểu được rằng ha, khi quý vị đã đem lòng tự bi của mình cao lên thì quý vị sẽ không phá bỏ quy luật của bản ngã. Đó chính là từ thân. Và quý vị lại buông bỏ sự sân si và chống đối ha. Hay đối kháng là quý vị đã buông bỏ được. Từ đó quý vị mới không ưu phiền, không phiền não ha, không giải đãi và không buông lung. Buông lung là sao? Buông lung là rơi vào trạng thái là không kiên định ha, không kiên định. Và tất cả các chánh kiến của quý vị sẽ bỏ luôn, định kiến cũng bỏ luôn. Từ đó mà quý vị sẽ bỏ được cái ham muốn của mình, bỏ được ham muốn của mình. Tức là mình bỏ đi cái sai lầm, cái tự tánh để hiểu ra đâu là đúng nhất. Khi chân thật quý vị đã bỏ thì tất cả mọi cái sao của dục, của vô minh và phiền não, các pháp hữu quy quý vị cũng đã bỏ luôn. Điều đó có nghĩa là quý vị đã bỏ tất cả ha. Quý vị đã bỏ tất cả. Hôm trước tôi cũng đã từng nói ha, bỏ đây là bỏ từ tâm ha. Cũng có các vị đồng tu ha. Em bỏ những vật chất bên ngoài ha, làm cho vừa bỏ tâm mà vừa bỏ vật chất bên ngoài, làm cho gia đình phải thêm gánh nặng. Như vậy là quý vị đã hiểu sai ý của tôi. Bỏ đây là bỏ từ tâm ha. Không phải bỏ từ bên ngoài ha. Quý vị nếu ví dụ đem tài sản tất cả của mình mà đem bỏ hết thì lại là gánh nặng cho người thân và gia đình. Như vậy thì quý vị không nên làm
làm điều này ha. Quý vị phải hiểu lời chính xác lời ta nói. Bỏ đây là bỏ từ tâm ha. Rồi tiếp theo, như vậy thì lúc này quý vị sẽ hiểu ra được là này, sự buông bỏ là sao, là rất cần. Về là quý vị sẽ thấy được một chút gì đó ha, gọi là niềm vui. Vì sao vậy? Vì trên kinh Đức Phật đã nói không cái niềm vui nào vui sớm hơn từ việc mà quý vị để nhận ra ha, nhận ra các thức của mình ha. Các thức mà là gì? Các thức mà như tôi đã giải thích ở trên ha. Từ vô minh sinh phiền não đó, rồi tất cả những pháp của quý vị đó là những cái thức ha. Vì vậy mà quý vị sẽ thấy được niềm vui ở đó ha, niềm vui ở đó, một niềm vui mà ở trên kinh Đức Phật không có một từ nào để diễn tả được. Vì sao vậy? Vì lúc này tự tánh của quý vị đã phát triển ra, quý vị đã hiểu được, từ đó quý vị mới có thấy được cái sự vui này, sự vui này. Và tôi cũng hoan hỷ khi quý vị đã tu tới được tới bước này rồi, là tôi cũng xin hoan hỷ cùng quý vị ha. Quý vị đã hiểu được, quý vị đã vui được ha, cũng giống như tôi ha, tôi thấy được sự niềm vui ở đây. Nên ở chỗ này quý vị, nếu vị đồng tu nào ha tu đến bạc ở bậc này thì quý vị sẽ thấy được cảnh giới của sự hoan hỷ mà trong Phật giáo của chúng ta nói tới bên vấn đề này. Đây là mới đạt người thiện tri thức, đây mới chính là người tu hành chân chính ha, người tu hành chân chính. Và tôi hơn ha, quý vị đã đạt tới bước này. Tiếp theo, từ đó quý vị sẽ phía sau, quý vị sẽ rất là yêu thương, quý vị rất là yêu thương mọi cảnh vật, hay tôi nói khác là quý vị rất là yêu thiên nhiên. Quý vị tu tới bậc này là quý vị rất là yêu thiên nhiên, vì sự ngồi của quý vị mà quý vị được hiểu được và rất là yêu thiên nhiên, con người, đất nước ha, con người, đất nước và nhân sinh. Vì sao vậy? Vì không có một niềm vui nào mà bằng sự yêu mến này ha. Chúng ta gọi là tâm quý vị lúc này là tâm không bệnh và tâm không sốc. Đã tới bước này, mọi sự cố chấp quý vị, mọi sự cố thủ quý vị sẽ buông bỏ ha. Từ đó mà quý vị mới thấy được giữ tâm của mình an vui. Đó, chúng ta đã đi đến bước này. Dù là thân hay không thân, thân ở đây chính là sự thân thiết của các mối quan hệ, và không thân là gì, là dù gì, dù thiện hay là ác ha. Dù có nghĩa là quý vị dù có gặp là thiện hay là ác trong nghịch cảnh thì quý vị còn vẫn thấy vui. Điều đó có nghĩa là quý vị đã đạt được bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì quý vị sẽ đều thấy sự theo nghiệp riêng của họ, có nghĩa là ngồi sự nhận ra của mình, quý vị đồng tu cũng thấy được sự nghiệp riêng của họ, của là tất cả mọi phàm phu chúng ta. Như vậy thì quý vị để thấy được cảnh giới ở bậc này là chúng ta đã nhìn thấy được mọi vấn đề ha, chúng ta đã nhìn thấy được vấn đề. Và tôi rất hoan hỷ và sinh tâm vui mừng khi thấy ai ha, các vị đồng tu nào mà tu được tới đạt tới cảnh giới này.
Và tôi cũng hoan nghênh sự gia nhập của cảnh giới mà quý vị đã đạt được ha. Cũng giống như tôi, cảm thấy rất là vui sướng vì có người cùng hiểu ha, cùng hiểu các bài giảng của tôi ha, cùng hiểu được các sự tinh toán tu tập ha, cùng sự chăm chỉ của quý vị, một lòng đáng hoan nghênh, một lòng cầu đạo Bồ Đề, đó là tôi hoan nghênh và chân thành chúc các quý vị tu tập tinh tấn để đạt được những vị vị cao trong các đời này và các đời vị lai tiếp theo. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.